À, xin chào quý vị trở chương trình trực diện TV. Thì à, trong tuần vừa qua cái vụ việc mà ở trong biển Đông đó đã, đã bị khơi nóng trở lại trước cái việc mà Trung Quốc xuất hiện đến hơn 200 các cái tàu à gọi là đánh bắt cá trong cái khu vực mà đá ba đầu của quần đảo Trường Sa mà cái khu vực này rất là gần đối với cái đảo mà gọi là sinh tồn Đông của Việt Nam. Nó chỉ cách um, chưa đầy uh, 10 hải lý nữa. Và um, đối với Philippines uh, thì uh, Philippines họ gọi cái khu vực này là cái quần đảo gọi là Julian Philip thì um, họ cũng nói là cái đảo này là cái đảo mà Julian Philip này nằm trong cái khu vực mà họ dùng cái từ là vùng đặc quyền kinh tế của họ tức nghĩa là ai cũng hiểu được rằng hồi trước tới giờ cái quần đảo mà um, Trường Sa đó thì uh, có một sự tranh chấp của các nước trong khu vực ASEAN rồi đối với Trung Quốc thì um, trong đó có 6 nước mà tham gia vào các công việc mà tranh chấp như thế này thì giữa Việt Nam Philippines với Trung Quốc thì có lẽ là nổi lên nó 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 nhiều có vấn đề nhất bởi vì hiện giờ trong cái quần đảo Trường Sa đó thì những cái thực thể hay cả những cái đảo trong cái khu vực này đó thì Việt Nam chiếm đóng là nhiều nhất rồi có cái sự có mặt của Trung Quốc của Đài Loan và ngay cả của Philippines nữa thì chúng ta thấy cái việc mà 200 các cái tàu mà gọi là đánh cá đó của Trung Quốc thì những cái hình ảnh cho thấy rằng á nó được bao bọc thí dụ như đây là cái hình ảnh của cái quần đảo hay đâu phải là quần đảo đây là chỉ là cái đảo gọi là Ba Đầu không phải gọi là đảo ba đầu nữa đây cũng là một cái thực thể thôi bởi vì nó chưa nổi lên trên mặt nước nó chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi mà cái thủy triều mà xuống cái mức mà thấp nhất thôi người ta mới thấy nó chứ còn bình thường đó nó chỉ là nằm ở phía dưới mặt nước và những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy rằng có khá nhiều các cái tàu bè của Trung Quốc nằm trong cái khu vực này và những hình ảnh cũng cho thấy rằng những cái tàu bè của Trung Quốc họ kết lại với nhau theo cái kiểu là những cái chiến thuyền đó thì cái việc mà nhiều cái tàu đánh cá đi vào khu vực thì những cái khu vực mà quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hay là ngay cả cái biển Đông đi nữa thì cái việc đánh bắt cá hoặc là việc mà đi lại mà nó không có gây ra một cái nguy hại nào đối với một quốc gia khác á thì nó không thành vấn đề. Tuy nhiên cái việc mà nhiều cái tàu bè của một quốc tịch khác, một quốc gia khác nhưng mà lại kết bè với nhau mà đậu neo đậu lại một cái khu vực nằm trong cái vùng gọi là lãnh hải hay là cái vùng thềm lục địa hoặc là cái vùng đặc quyền kinh tế của một cái đất nước khác thì đây là một cái sự giống như là khiêu khích hoặc là đây là một cái sự xâm chiếm hoặc là một sự tấn công hoặc là một sự gây hấn gì đó thì tất cả những cái điều này cho thấy rằng họ đã phải chịu hứng chịu các cái sự chỉ trích và tạo ra một cái mối nguy ngại cũng như là nghi ngờ đối với những cái nước trong khu vực à, thì cái việc mà những cái tàu đánh bắt cá này á, thì nó chỉ là cái hình dạng bên ngoài thôi còn thực tế bên trong á, thì về cái vỏ tàu của nó thì cũng lớn hơn cứng hơn có độ lớn nó tàu cao hơn rồi người ta thấy rằng á, những cái tàu đánh bắt gọi là tàu đánh bắt cá này họ không phải thực hiện cái việc để đánh bắt mà chủ yếu là họ đi thực hiện các cái việc mà gây hấn chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng có những cái thông tin cho biết là những cái tàu này họ có trang bị vũ khí như, như là những cái vũ khí um, cũng là tầm ngắn hay là vũ khí cũng là uh, mức độ cơ bản thôi thí dụ như là uh, tiểu liên trung liên hoặc là súng trường và um, những cái tàu này có cái nhiệm vụ nó bị tố cáo là làm uh, coi như là sẵn sàng đáp trả lại đối với um, hoặc là chống đối hoặc là xua đuổi đàn áp các cái tàu đánh cá của các nước trong khu vực của các cái ngư dân lương thiện và um, ngay cả họ cũng sẽ À, chống đối phản kháng lại nếu như mà tàu cảnh sát biển của các nước trong khu vực chẳng hạn, khi mà đi ra mà xua đuổi hoặc là bắt bớ họ đó thì họ sẽ vây quanh lại và họ sẵn sàng họ đáp trả. Còn đối với cái lực lượng mà nó quá mạnh hơn đó thì um, họ sẽ quay trở lại giống như là đóng vai là một cái um, cái người mà ngư dân lương thiện và bị những cái nước khác đàn áp chẳng hạn hoặc là sử dụng các cái uh, vũ khí hạng uh, nặng hơn để mà tấn công họ. Thí dụ như thì họ sẽ lấy cái cớ đó đó họ sẽ làm giống như là làm một cái bộ mặt của một cái kẻ mà bị tấn công một cái người mà nạn nhân trong các vụ việc đó để mà đem cái sự kiện đó lên để mà đấu đá đấu tranh ở trên cái bề mặt về cái mặt trận ngoại giao và họ sẽ tạo ra các lợi thế để tạo ra cái niềm thương cảm của cái dư luận của thế giới thì đó là một cái chiêu trò của Trung Quốc họ thực hiện rất nhiều năm nay rồi và một cái vấn đề được đặt ra là tại sao Trung Quốc họ lại có mặt trong cái vùng đảo um, gọi là cái khu vực đá ba đầu như thế này? À, chẳng qua là đây là một cái um, vùng đá nổi lên. Chúng ta đã nhớ cái sự kiện năm 1988 khi mà cái gạt ma lúc đó cũng vậy nó giữa nửa nổi nửa chìm như thế này. Và Trung Quốc họ xác định rằng cái gạt ma nó rất là quan trọng với họ và họ cần phải um, chiếm lấy cái khu vực đó và đó ra. Bây giờ chúng ta thấy là họ đã um, cơi nới nó lên, họ bơm thổi lên, ví dụ vậy thì rõ ràng trong cái khu vực này đó người ta thấy rằng bây giờ thì nó lạng và chụp từ vệ tinh thấy có một số những cái tàu mà khi mà họ có thể bơm cát lên trong cái khu vực này sẽ tạo ra một cái vùng đất và nếu như mà họ muốn chiếm lấy cái khu vực này đó nó sẽ rất là nguy hại cho các nước trong khu vực nhất là những cái nước mà đang chiếm giữ trong cái vùng trường sa bởi vì nó sẽ chia cắt ra giống như là trường sa đông với tây hay là bắc với nam vậy đó nó làm cho và nó có khả năng là kiểm soát và quan sát hết toàn cái cái khu vực biển Đông. Và họ sẽ làm những cái căn cứ quân sự trên đây thì nó sẽ tạo ra nguy hiểm rất là lớn cho cái những cái lực lượng mà của các nước trong cái khu vực. Thì ở Philippines thì họ cũng đã lên án rất là dữ dằn ngay từ ngày mà đầu tiên đó, từ cái ngày đầu tiên là Philippines họ phát hiện vào ngày 20 tháng 3 và sau đó thì họ đã lên tiếng và họ đã như là bộ trưởng quốc phòng Philippines đó thì ông Lorenzana đó cũng đã yêu cầu là 200 các cái tàu cá của Trung Quốc phải rời ra khỏi ra khỏi cái khu vực đó bởi vì không thể chấp nhận được như vậy và sau này thì đến ngày 20 22 tháng 3 đó thì phía bên Trung Quốc này họ bào chữa cụ thể như là oa xưng quánh của Trung Quốc thì nói rằng các cái tàu đánh cá của Trung Quốc thôi và họ cũng đi đánh cá và vì Uhm, các cái tàu đánh cá gần đây do cái điều kiện về biển cả họ nói điều kiện biển cả thực ra thì tháng tư là cái tháng uh, mà à, biển cả tháng 3 thì cái biển cả cũng rất là im nhưng mà không hiểu sao họ nói rằng những cái tàu đánh cá nó phải đào cái khu vực đó để mà trú ẩn và um, coi như là chứ không phải là nhằm cái mục đích để mà 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 tấn công ai hoặc là nhằm cái mục đích thể hiện cái điều sâu xa hơn tuy nhiên á thì trở lại cái quá khứ của trung quốc chúng ta đã thấy trước đây như cái sự kiện của Scarborough cũng vậy Um, Philippines cũng vậy, tức là Trung Quốc họ thực hiện các cái chiến lược là họ bao vây, rồi họ cô lập và họ um, sử dụng các sức mạnh rất là nhiều, bao rằng rất là nhiều các cái tàu cá chẳng hạn. Thì um, đây là cái điều á mà nó đã tạo ra một cái tiền lệ rồi chứ không phải là là cái vấn đề mà nó um, nó hiện giờ mà mới xuất hiện thôi, nó không phải là bộc phát. Và đối với Việt Nam thì um, chiều ngày 25 tháng 3 năm 2021 vừa qua đó thì uh, trong cái cuộc họp báo um, thường kỳ của um, Bộ Ngoại giao của Việt Nam thì bà Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Việt Nam đó cũng đã bà Lê Thị Thu Hằng cũng đã có khẳng định rằng á là cần phải nhắc lại rằng là Việt Nam có đầy đủ các cái cơ sở pháp lý và các cái chứng cứ uh, lịch sử để mà khẳng định cái chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Đó là cái lời phát biểu của um, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Và cũng có nói thêm là quốc gia và là thành viên của một công ước Liên Hợp Quốc về cái luật biển UNCLOS năm 1982 thì Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các cái vùng biển của mình được sắp lập bởi công ước. Thì um, đây là cái vùng mà ở Việt Nam đã có um, nắm giữ một số những cái đảo. Ví dụ như là nghe um, chúng ta thấy rằng uh, khi mà cái đảo đá ba đầu này đó, khu khu vực là đá ba đầu này thì nó rất là gần với cái sinh tồn đông và sinh tồn Đông thì nó thuộc vào cái quần đảo hoặc um, Trường Sa của Việt Nam và um, bà Hằng cũng có nhấn mạnh rằng đó là cái việc làm như vậy đã xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam và vi phạm um, các quy định của công ước về hoạt động của các cái tàu thuyền của nước ngoài trong cái um, à, trong cái vùng lãnh hải ven biển của các quốc gia ven biển thì điều này cũng đi ngược lại cái tinh thần mà và nội dung tuyên bố ứng xử của các nước ở biển Đông, tức là cái DOC mà Trung Quốc cũng sẽ um, coi như làm đàm phán với các nước trong khối ASEAN nhưng mà cũng đã chưa được làm xong đó. Thì um, làm phức tạp tình hình không có lợi cho đàm phán bộ quy tắc ứng xử DOC giữa ASEAN và Trung Quốc. Thì uh, Việt Nam đã yêu cầu chấm dứt và tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam, thực hiện các cái hiện thực hiện uh, hiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC và góp phần vào việc duy trì hòa bình an ninh ổn định và trật tự pháp lý trong khu vực của biển Đông. Thì thì cái việc này thì trong cái buổi này đó thì chúng ta thấy hiện giờ thì báo chí hay là các nước trong khu vực lên tiếng nói về cái việc mà có xuất hiện quá nhiều các cái tàu của Trung Quốc Tuy nhiên thì báo chí cũng có đặt một cái câu hỏi đối với người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Việt Nam về cái việc mà Việt Nam có đưa các cái tàu cảnh sát biển ra hay không và những cái tàu chấp pháp của Việt Nam có ra để mà à, giống như kiểu trước đây cái dàn khoan mà 981 đó đến um, cái khu vực của uh, biển Đông của Việt Nam thì Việt Nam đã đưa rất là nhiều tàu bé chúng ta cũng thấy là hình ảnh đó, uh, gọi là um, vận động phát lo rồi chạy theo những cái tàu đó rồi. À, theo cái kiểu là phải nhắc nhở Trung Quốc là đang xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Tại giờ lần này đó, thì các cái tàu cảnh sát biển của Việt Nam có mặt ở khu vực này hay không? thì um, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Việt Nam bà Lê Thụ Hằng có nói rằng là tôi có thể nói là các cái lực lượng chấp pháp của Việt Nam thực hiện các cái nghĩa vụ, nhiệm vụ như đã được quy định trong cái luật liên quan của Việt Nam cũng như tuân thủ um, nghiêm túc các cái quy định liên quan của luật pháp quốc tế trong đó trước hết là Inland năm 1982 thì đây là câu trả lời nó mang tính chất là mình cũng chúng ta có thể nói rằng Việt Nam đang thực hiện những cái quyền đó đang thực hiện những cái luật theo đúng theo cái luật pháp của Việt Nam theo đúng theo công pháp quốc tế và ngay cả các cái lực lượng chấp pháp của Việt Nam cũng phải tuân thủ cái luật đó như vậy thì có hay là không có thì chúng ta thấy cái câu trả lời ở góc độ ngoại giao thì lúc nào người ta cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi đại loại giống như vậy và đảo đá đầu này đó thì truyền thông của Philippines từ ngày 23, 20 đã bắt đầu họ la la lối rất là dữ rồi và ngay cả người phát ngôn của chúng ta thấy rằng đại diện của đại sứ quán ở Hoa Kỳ đó ở ngay tại Philippines cũng đã lên tiếng ngay cả bây giờ là Nhật cũng đã bắt đầu lên tiếng rồi phía phát ngôn viên của bộ ngoại giao hay là bên đại sứ quán của nước úc cũng đã bắt đầu lên tiếng ngay tại philippines và những cái điều này thì ở phía bên hoa kỳ đó thì không biết là trong cái chiến lược chung họ sẽ lên tiếng như thế nào nhưng mà rõ ràng cho thấy rằng dưới cái thời đại của ông joe biden sau khi mà ông ta lên nhậm chức đến nay thì trung quốc có vẻ như là rất là hung hăng hơn so với trước kia cái thời mà ông tổng thống donald trump thì có lẽ là vì cái sự lên án rất là nhiều ngay cả chính bản thân ông Trump, rồi nhất là cái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ dưới cái sự đứng đầu của ông Pompeo đó thì rất là um, coi như là cứng rắn đối với Trung Quốc và thường chỉ trích Trung Quốc uh, rất là mạnh trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề biển Đông. Và um, ngay cả một bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó cũng vậy, cũng đã lên tiếng rất là nhiều đối với những hành vi gây hấn của Trung Quốc trong cái khu vực biển Đông. Và um, ngay cả một cái người gọi là um, Tư lệnh Thái Bình Dương cũng vậy cũng đã nhiều lần nói rằng những cái lời rất là diều hâu đối với Trung Quốc trong cái khu vực Biển Đông, nước những cái hành vi mà gọi là gây rối đó, thì cho thấy là trong cái thời điểm đó Trung Quốc gần như họ co lại, nhưng mà bây giờ đó thì có lẽ là trong một tuần vừa qua, hai tuần vừa qua chúng ta thấy rằng ngoại trừ cái khu vực Biển Đông này ra, gọi là vùng biển mà họ đưa tàu cá rồi họ muốn gây hấn ra thì ở Trung Quốc đã có xuất hiện rất là nhiều lần những cái chiếm tàu mà những cái máy bay chiến đấu của họ đã bay vào cái không phận bay vào cái khu vực nhận dạng phòng không của đài loan rồi đài loan cũng phải lên tiếng rất là dữ dằn và họ cứ gây hấn như vậy thì một cái chiến lược của trung quốc đó bị tố cáo rằng đây là một cái chiến thuật mà người ta gọi là tầm ăn đá dâu mà phía việt nam cũng phải lên tiếng như vậy và ngay cả các nước thế giới bây giờ cũng lên tiếng đây là một cái chiến thuật nó không có cái gì gọi là mới cả họ ỷ cái sức mạnh của họ là số đông và họ sẽ tung ra. Thí dụ như khu vực mà chúng ta thấy rằng cái vùng đảo mà vành khăn như thế nào đảo mà coi như là đá ba đầu như thế này thì họ có thể là tung rất là nhiều tàu bè qua để mà họ họ bao vây, rồi sau đó đó thì những cái chiếc tàu của họ chúng ta thấy rằng á tàu rất là lớn và họ kết nối với nhau như tàu không nè Cho nên là trong những cái nước khác mà đi ra đó nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mà phải vận động với họ hoặc là tác động với họ như thế nào đó Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà Trung Quốc họ làm như thế này đó Là nó có ý đồ từ đầu Và họ chỉ chọn cái thời điểm thôi à, Và người ta đã thấy là những cái tàu đánh cá như thế này của Trung Quốc Cũng đã vào cái khu vực đảo này rồi Khu vực mà gọi là đá ba đầu này hồi năm ngoái Khi mà hồi tháng 3, tháng 4 năm ngoái Khi mà năm 2020 đó Lúc mà cũng trời trong, biển lạnh Thì họ cũng tạo ra ngoài đó họ tìm Thực ra thì một cái vùng đất mới nổi thì cái kiểu họ nói là chim trời cá nước đi họ họ nghĩ rằng họ có cái quyền thế lực mạnh, họ muốn chiếm lấy cái khu vực này. Thì um, họ bằng mọi cách họ phải làm. Cho nên là đó là một ý đồ sâu xa và um, nhiều người họ nhận định rằng Trung Quốc trước sau gì á, cũng sẽ dũ, dùng vũ lực rất là mạnh để mà làm cái điều đó. Như vậy thì đặt Việt Nam trước một cái um, cái bối cảnh rất là khó khăn, ngay cả Philippines, ngay cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bởi vì um, Việt Nam sẽ đấu tranh như thế nào? và bây giờ hồi trước đây đó thì trong các đường lối ngoại giao thì có rất là nhiều các cái phương pháp để lựa chọn thí dụ như cái việc mà phát ăn cái người phát ngôn của bộ ngoại giao lên tiếng rồi đại sứ lên tiếng hoặc là gửi công hàm ngay cả bộ trưởng bộ ngoại giao lên tiếng hoặc là cấp hàm thứ trưởng hay là ngay cả các cấp mà nguyên thủ chẳng hạn và những cái kênh ngoại giao để mà giải quyết những cái vấn đề nóng rồi những cái cuộc họp cao cấp hay là ngay cả cái vấn đề mà sử dụng các biện pháp về pháp luật chẳng hạn thì tất cả những cái điều mà biện pháp ngoại giao đó nó nó sẽ được thực thi như thế nào và từng theo những cái sự mà đối đầu hay là những cái sự mà khó khăn cái mục đích của nó um, nó căng thẳng ra làm sao đó thì sẽ có những cái phương pháp nó tương thích thì um, bên cạnh đó thì phải dẫn động ngoại giao nói chung là những cái sự lên tiếng của các nước lớn đó là một cái phương pháp mà việt nam mà trước giờ đã chọn rồi và um, trước giờ đó thì cái sự lên tiếng của Mỹ chẳng hạn hay là của các nước Châu Âu hoặc là những cái nước như Úc hay là Nhật rồi nhiều cái nước mà có uy tín khác trên thế giới đó và chỉ trích Trung Quốc ở tất cả các cái diễn đàn thì những cái điều đó cũng sẽ làm giảm bớt đi những cái áp lực của Trung Quốc đối với những cái nước trong khu vực và Trung Quốc cũng họ cũng sợ đi một chút tuy nhiên bây giờ đó thì trên màn cái chính quyền của Hoa Kỳ như hiện nay đó là chính quyền dân chủ mà những người mà họ ủng hộ cho ông tổng thống donald trump thì họ tố cáo rằng cái đảng dân chủ này là cái đảng mà nó ăn nằm với cái chính quyền của trung quốc hay nói chung là có một cái sự làm ăn với trung quốc và nó có những cái quyền lợi gắn kết với nhau cho nên rất có thể là mỹ đó họ có thể bán đứng luôn trong khu vực đông nam á hay là bán đứng trong khu vực mà để giao cho, cho trung quốc rất nhiều các cái quyền lợi mà họ cho nên rất là khó để mà tin được cái chính quyền của ông joe biden chúng ta thấy là trong thời gian mà khi ông ta lên nhậm chức đó thì trung quốc họ ra ngay một cái lực hải cảnh và cho phép lực lượng hải cảnh của trung quốc bắn thẳng vào các cái ngư dân hay bắn thẳng vào các cái tàu bè của bất cứ một quốc tịch nào có trong cái khu vực trong trong biển đông chẳng hạn thì trong cái khu vực mà họ vẽ cái 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 cái, cái gọi là cái đường lưỡi bò chính đoạn. thì đây là một điều không thể chấp nhận được nhưng mà chính quyền của ông joe biden có nói được cái gì đâu có dám làm được cái gì đó với trung quốc chúng ta thiết nghĩ là một ông mai pompeo chẳng hạn như trước kia chẳng hạn hoặc một ông tư lệnh của thái bình dương mà trước những cái lời lẽ như thế thì có lẽ làm những cái sự mà lên tiếng chỉ trích hoặc là những cái cuộc mà cuộc gặp mà theo cái kiểu là con thôi đó đi đến các cái nước khác để mà vận động để tạo ra một cái sự liên minh đủ thứ chuyện để mà làm hết thì trung quốc họ rất là sợ những cái điều đó còn bây giờ ông Joe Biden ông nói rồi những cái vấn đề mà tân cương, những cái vấn đề mà dân chủ tào lao thiên hiệp trong một cái nội địa, trong một cái đất nước của Trung Quốc thì những cái điều đó chẳng qua là để đi lừa Mỹ đi mà dụ dỗ cho những cái dư luận của Hoa Kỳ cho vui thôi. Chứ thật ra thì chúng ta thấy rằng cái chính sách của đảng Dân Chủ hồi trước tới giờ ngay từ cái thời ông Obama cũng vậy. Cũng đã bỏ cái đảo Scarborough làm cho các cái đồng minh của Hoa Kỳ đó bị chới với. Và bây giờ cũng vậy trong cái thời điểm như hiện nay các nước mà dựa hẳn vào cái quan hệ mà ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ rất là thất bại. Có thể nói rằng cái sự lên tiếng có thể tranh thủ Hoa Kỳ lên tiếng có thể công thủ Hoa Kỳ trong cái đức là tối ưu nhất thôi nhưng mà rõ ràng không thể nào mà 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 mà, mà trông chờ được cái sự lên tiếng mạnh mẽ như là trước kia nữa đây có thể nói rằng là cái cuộc bầu cử nó có một cái sự chuyển biến sang cái đảng dân chủ là có điều có lợi cho Trung Quốc chúng ta phải thấy được cái điều đó và nó hại cho những nước trong cái khu vực những cái nước lân bang những cái đồng minh của Hoa Kỳ. Nhất là trong cái vực vực kinh tế chúng ta thấy đã um, có một cái sự lệ thuộc nhiều hơn với Trung Quốc rồi không nói đi. Và bây giờ đúng là vấn đề mà bất ổn trong cái khu vực nữa. Mặc dù là chính quyền ông Joe Biden nói rằng đã cố gắng là giải quyết, cố gắng là đáp ứng được các yêu cầu của các cái đồng minh, nhưng mà những cái điều đó cho thấy rằng uh, nó rất là khó để mà tin tưởng được. Thì um, trở lại các cái việc mà chính quyền Bắc Kinh đó họ xâm phạm vào trong cái vùng biển này đó thì bị tố cáo rằng là một cái chiến lược ăn tàu tầm ăn đá dâu và họ sẽ chiếm họ sẽ đến đó đưa hai ba trăm cái tàu cá sau đó thì đổi cái lực lượng khác đi vào và hàng trăm những cái chiếc tàu như vậy hoặc là có đến đến hàng ngàn những chiếc tàu vậy họ bao vây họ, họ quay quần không có cho những cái tàu quay khác đi vào rồi nhiều khi họ lại đưa những cái tới sâu hơn nữa thậm chí là nhiều người họ đoán rằng đó, Trung Quốc sẽ đưa những cái tàu mà theo cái kiểu là họ bơm thổi cát đi vào khu vực đó những cái đám công binh sẽ đi vào rồi họ sẽ cơi nói họ sẽ làm giống như chuyện đã rồi vậy và trước cái sự làm ngơ của Hoa Kỳ và những hoạt động sự mà lên tiếng và kiểu như củi củi cho vui vậy thôi rồi cuối cùng đó, cũng phải để cho Trung Quốc theo cái kiểu là đạp dò cho Trung Quốc um, thực hiện cái điều đó thì um, cho nên là trước cái điều này có thể nói rằng nó rất là khó khăn và bây giờ đó thì cái thành phần vũ trang của Trung Quốc thì cho thấy rằng cái việc mà họ bây giờ không phải là vũ trang như nữa ngay cả người dân như nữa mà có tập trung có khu vực này là rõ ràng nó nó cũng là một cái sự sai phạm rất là lớn rồi không thể nói rằng nó là một sự không xâm phạm được bởi vì á muốn nói muốn biết nó có xâm phạm hay không thì chúng ta phải thấy rằng đó thực tế trong hiện nay Việt Nam á thì cái đảo đá này nằm cách cái đảo sinh tồn của Việt Nam làm coi như là chỉ dưới 10 hải lý thôi thì theo như cái công ước của quốc tế theo như cái luật pháp quốc tế ví dụ như được cái lời phát biểu của một cái giáo sư dạy một cái trường đại học của Việt Nam liên quan đến các vấn đề mà biển đảo đó thì ông giáo sư mang tên là ông À, giáo sư phó phó giáo sư tiến sĩ ông Vũ Thanh Ca đó thì um, ông ta cũng có nói rằng là với cái mức mà dưới 10 um, gọi là hải lý ở trong cái khu vực mà uh, cách cái đảo Sinh Tồn như vậy, Sinh Tồn Đông đó thì uh, rõ ràng rằng căn cứ theo cái luật biển lost năm 1982 đó thì um, cái điểm mà có cái mực nước thấp nhất đó, trên cái đảo đá này đó là có thể sử dụng để vẽ các đường cơ sở và um, cho cái đảo Sinh Tồn Đông, tức là ngay cả trong cái vùng mà gọi là cái, cái 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 vùng mà chúng ta thấy là cái cái đá ba đầu này đó thì cái vùng mà ông giáo sư này ông nói rằng là cái cái mực mà nước thấp nhất á, trên cái đá này đó cũng có thể vẽ được cái đường cơ sở cho cái đảo sinh tồn đông thì nói cách khác á, thì đây là một phần của cái đảo sinh tồn đông thậm chí là ông 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 giáo sư này còn nói thẳng như vậy Tức là nói thẳng luôn là nguyên cái, cái khu vực đó có thể là nằm luôn lọt trong cái vùng đảo đá sinh tồn đông của Việt Nam chứ không cho nên là thành ra là thuộc chủ quyền của Việt Nam chứ không phải là vùng biển mà chúng ta thấy như Philippines họ nói rằng họ phải là à, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ vùng đặc quyền kinh tế chúng ta biết là rất là xa và à, vùng biển này thì à, nằm trong cái cái gọi là nội thủy của cái sinh tồn Đông của cái vùng biển rộng 12 hảo lý bao quanh cái cái đá này và đảo Sinh tồn Đông. Thì uh, liên quan tới một cái nhóm số những cái thông tin mà ông giáo sư này nói thì chúng ta trở lại một chút về vấn đề mà lý thuyết. Thì um, đây là vấn đề mà đây là cái bản mà chúng ta tạm hiểu rằng cái đất liền đó thì là có cái vùng màu vàng như thế này. Thì uh, từ cái đất liền đó mà đi ra những cái um, cái đảo đó hay còn gọi là những cái vùng mà um, những cái cột móc đó, như ông ta nói đó tức nghĩa là um, những uh, cái vùng mà thấp nhất khi mà thủy triều xuống đó thì nó nổi lên trên đó thì um, những cái khu vực đó người ta gọi là những cái điểm những cái điểm cơ sở và những cái điểm đó mà nói dài lại với nhau đó thì họ dùng cái cái từ gọi là cái đường cơ sở. Và thí um, dụ như ở Việt Nam thì um, từ bắc tới nam của Việt Nam thì có đến um, hình như là 12 các cái cột mốc và hình như là 11 mà được đánh giá từ A1 đến A11 đó thí dụ như chúng ta thấy rằng um, ở kiên giang chẳng hạn thì có ở ngoài là hòn nhạn chẳng hạn rồi ở ngoài hòn đá lê ở um, um, coi như là tỉnh Minh hải ha gọi như là rồi um, ở vũng tàu đó thì có cái hòn um, hòn tài lớn ở côn đảo rồi um, ví dụ như trong cái khu vực miền nam khu vực mà miền trung thì có cái um, dụ tải qua cồn cò ở ngoài bình tự thiên và đảo lý sơn ở ngoài nghĩa bình chẳng hạn rồi những cái đảo như là hoàng chúng ta thấy là ngay cả đại lãnh của phú yên thì rất là nhiều những cái hình ảnh như vậy đó thí dụ như đây là một cái hình ảnh mà nhô ra đó ở ngoài đảo gọi là cái mũi đại lãnh ở ngoài phú phú khánh đó ở ngoài khánh hòa thì rõ ràng cái mũi này đó đây là cái một nước mà nó nhô ra ngoài cao nhất xa nhất của cái vùng biển của việt nam và cái vùng đất đất liền của Việt Nam đi ra đó thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là cũng có những cái vùng biển để mà mình phải đi tàu ra ngoài khu vực này khu vực đại lãnh Tuy nhiên thì đây là một cái mũi mà nó nhô ra và những cái mũi này đây là một cái điểm trong 11 các cái điểm mà để Việt Nam nối lại với nhau để mà tạo thành một cái đường gọi là đường cơ sở và cái đại lãnh là một cái khu vực mà chúng ta thấy rằng đây là cái nơi mà hứng đón cái ánh bình minh sớm nhất của cái lãnh thổ của Việt Nam đó là cái điều mà ai cũng đã biết thì thì trở lại thì chúng ta thấy rằng những cái đường cơ sở là cái đường chấm chấm như thế này và nó nó được vẽ bằng cái màu đen đó à, cách cái đó thì đó thì cái từ cái đường đó đó nó gọi là cái đường đường cơ sở và cái từ cái đường cơ sở này đó đi ra 12 hải lý đó thì gọi là hải lãnh gọi là lãnh hải và từ từ cái 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 mức mà chỗ 12 hải lý đó, đi ra 12 hải lý nữa thì nó gọi là vùng tiếp giáp lãnh hải tức nghĩa là cái vùng tiếp giáp lãnh hải và cái vùng lãnh hải đó là khoảng 20 hải lý cách từ cái đường cơ sở. Còn từ cái đường cơ sở đi trở vào đất liền đó thì có những cái chỗ nó sâu, có những cái chỗ nó rộng, có những chỗ nó xa, có những chỗ nó nó rất là sát đất liền. Nhưng mà người ta gọi đó là nội thủy. Đó thì cái dùng ở cái từ đó chúng ta mới thấy được rằng hồi nãy có cái sự phát biểu của ông phó giáo sư thì nói rằng cái vùng nội thủy rồi nào là lãnh hải rồi 12 hải lý các thứ này kia nọ đâu á thì chúng ta phải hiểu được đây là cái vấn đề vấn đề là cái cái đảo đá mà gọi là ba đầu này đó thì ông phó giáo sư này nói rằng nó nằm thậm chí là trong vùng lãnh nội thủy của Việt Nam luôn tức nghĩa là từ cái đảo mà gọi là Sinh Tồn Đông nó nó đi ra chỉ có khoảng chừng chưa tới 10 hải lý đó thì trong khi cái này chúng ta thấy rõ ràng là từ từ đất liền ha rồi đi qua nữa là tính cái đường cơ sở và từ hải cơ sở bắt đầu mới tính ra trong khi cái điểm mà thấp nhất của cái vùng mà đá ba đầu á nó cũng là chưa tới 10 hải lý và nó là một cái thềm nối liền với cái đảo đá sinh tồn của Việt Nam sinh tồn đông của Việt Nam và thêm sẵn đây thì chúng ta thấy luôn là từ cái đường cơ sở mà đi ra 200 hải lý đó thì đó là cái vùng gọi là đặc quyền kinh tế và cái vùng mà đặc quyền kinh tế đó thì nó gồm có 200 hải lý và 200 hải lý nó tính từ cái đường cơ sở tức nghĩa là trong cái vùng nội thủy thì đây là một cái vùng mà lãnh lãnh hải rồi nó rất là quan trọng còn cái biên giới mà gọi là lãnh hải đó của biên giới mà của quốc gia nó nằm ở chỗ nào thì rõ ràng là từ cái cái hải coi như là 12 hải lý ha đi ra thì đó gọi là lãnh hải thì cái cái đường mà giữa lãnh hải với cái đường gọi là tiếp giáp lãnh hải đó thì cái đường đó đó người ta gọi là cái đường biên giới trên biển đó là cái đường biên giới trên biển của một quốc gia và đây là một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng khi mà nghe những cái thông tin liên quan đến cái việc mà thế nào là cái đường cơ sở thế nào là cái lãnh hải thế nào là cái vùng đặc quyền kinh tế hoặc là hải lý là như thế nào ở đủ thứ chuyện rồi nội thủy ra làm sao thì tất cả những thông tin đó nó có cái cơ sở luật pháp Và họ quy định rõ ràng trong cái Enloss năm 1982 rất là rõ Còn um, nói về các cái thực thể ở phía trong um, cái của Trường Sa đó Thì thật ra có nhiều cái đánh giá rất là khác nhau Ngay cả các cái vụ kiện của Philippines đó, Khi đó mà đưa lên tòa trọng tài quốc tế Thì họ cũng có những phán quyết rất là khác Và Trung Quốc đó, thì họ vẽ cái đường lưỡi bò và họ cũng nói rằng họ có cái quyền của họ để mà họ muốn chiếm lĩnh những cái khu vực như thế này thì bây giờ trở lại cái vượt mà tranh chấp thì chúng ta thấy rằng những cái vấn đề được đặt ra đó là người ta mong muốn như thế nào khi mà cái ý đồ của Trung Quốc đó, gần như họ lộ rõ rồi họ không có có giấu giếm một cái điều gì hết đó đây là một cái điểm mà gọi là điểm cơ sở ha A8 đánh dấu đàng hoàng ở phía bên phía phụ Việt Nam nằm ở trên một cái đảo ở um, miền trung của Việt Nam thì um, nó có cái cột mốc, nó nghe cả các cái tọa độ rất là rõ ràng. Thì rõ ràng đây là cái điều mà chấp pháp theo cái luật pháp của quốc tế và um, nó thể hiện một tính chất um, rất là chuyên chuyên nghiệp và um, chúng ta thấy uh, là bây giờ đó thì um, những cái tới đây là những cái động thái như thế nào và Trung Quốc họ có um, giải tán cái cái nhóm này hay không hay là họ sẽ tạo ra những cái áp lực lớn hơn nữa? thì những cái sự lên tiếng trong cái thời gian gần đây đó đã có một số nước rồi và góc độ ở phía bên việt nam sẽ như thế nào như bộ ngoại giao của việt nam thì bà phát ngôn nhân lên tiếng như thế nhưng mà ở phía việt nam thì có những cái đường dây nóng ngay cả các cái cấp mà gọi là giải quyết các cái bất đồng gì đó họ có những cái thỏa thuận và có cả những cái phương cách để mà có những cái lộ trình có những cái cái kênh để mà giải quyết cho những vấn đề đó và chúng ta tin tưởng rằng giống đây cũng không phải là cái vấn đề mà đầu tiên trong những cái sự xung đột hay là trong những cái việc mà bất đồng rất là khó khăn đã mà xảy ra và chắc chắn một điều rằng cũng sẽ có cái cách để mà làm nhưng mà vấn đề làm khôn khéo như thế nào vấn đề làm um, mang chất ngoại giao ra làm sao và cái sự hung hãn của Trung Quốc có dừng lại như thế nào hay không nữa và um, rõ ràng ai cũng tin tưởng được rằng á là cái sự bất đồng á phải có cái hướng để giải quyết bởi vì um, cái luật pháp của việt nam ngay cả trong um, những cái quy định của đảng cộng sản việt nam cũng xác định rằng những gì mà thuộc về chủ quyền hay là quyền chủ quyền á, là không thể nào nhân nhượng đó là một cái điều mà ông nguyễn quốc trọng cũng nói nhắc rất là nhiều và ngay um, cả um, những cái người đứng đầu trong chính phủ của việt nam cũng đã từng đề cập đến cái vấn đề này thì um, thí dụ như trong cái khu vực mà trường sa thì bây giờ những gì mà việt nam đang giữ đó là được cho là rất là nhiều nhiều hơn trung quốc luôn và phải giữ những cái điều đó tuy nhiên những cái vùng khu vực đó thì trung quốc họ đang muốn sử dụng những cái kiệt mà bao vây nếu mà họ bao vây hết đó, thì những cái tàu bè mà đi ra vào để mà tiếp tế cho các cái binh lính ngoài đó hoặc là những cái người đang làm nhiệm vụ ngoài đó cũng sẽ tạo khó khăn và tạo ra những sự căng thẳng và những cái sự đối đầu có thể tạo ra những cái sự xung đột và ngay cả những cái vấn đề nó nó phức tạp hơn thì với những cái đầu nóng hoặc là những cái cung cách mà xử lý um, nó hơi trượt một cái là đảm bảo nó sẽ xảy ra những cái vấn đề và bây giờ thì Trung Quốc họ làm cái điều này gần như là họ khiêu khích có thể nói rằng à, Philippines họ lên tiếng rất là dữ dằn ngay cả Nhật Bản cũng đã bắt đầu lên tiếng quan ngại về những cái hành vi như thế này và um, nói rằng những hành vi như thế này là gây hấn và trước đây cũng vậy chính quyền của của Hoa Kỳ đó hồi ông tổng thống Donald Trump cũng đã chỉ trích rằng là Trung Quốc đang khiêu khích Trung Quốc đang rất là lưu manh ở trong cái khu vực này và cái vùng biển đông đó tức nghĩa là quan hệ với Việt Nam với Trung Quốc trong tất cả các hồ sơ về hợp tác với kinh tế về làm ăn trên đất liền về đầu tư về ngay cả khu công nghiệp khu chế xuất hay là ngay cả có vùng mà đặc quyền kinh tế gì đi nữa thì vẫn có thể thương lượng vẫn có thể là hợp tác được và ngay cả cái đầu tư của về cái cơ sở hạ tầng hay làm vấn đề này khác Tuy nhiên trong cái vấn đề mà biển Đông có lẽ là Việt Nam rất là căng thẳng với Trung Quốc. Việt Nam có một cái lằn ranh rất là rõ ràng và trong các cái đàm phán hay là ngay cả cái thực thực hiện ở trên biển đó thì cũng cho thấy rằng nó rất là quyết liệt và cũng tin tưởng rằng cái sự quyết liệt đó và cộng với cái sự khôn khéo và tuân thủ các cái luật pháp quốc tế và thực hiện rất là tốt các cái kênh ngoại giao hoặc là các cái quan hệ với nhiều nước lớn đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng và sẽ giải quyết cái vấn đề này nó ổn thỏa thì đó là cái điều mà ai cũng mong muốn cả còn um, cái cách làm nó thì nhiều người cũng đặt vấn đề là uh, Việt Nam có nên bắt chước thành Trung Quốc hay không là xua những cái người dân hay là người đánh cá của Việt Nam rồi là uh, những cái ngư dân có thể là tạo ra một cái đội quân um, theo kiểu là giống như Trung Quốc như vậy và mình đưa ra các quần đảo để bảo vệ cho biển đảo của mình thì um, những cái điều này có lẽ nó rất là khó bởi vì Trung Quốc họ rất là đông dân và họ um, gặp đang rất là giàu nữa và cái lực lượng quân đội của họ rất là mạnh nữa thì nằm trong cái thế mà đối đầu mà trực tiếp đó, thì không thể nào rồi chắc chắn một điều là phải sử dụng trong cái biện pháp mà rất là mềm mỏng và phải khôn khéo nữa đó là cái vấn đề nó rất là khó và phải nói rằng như là philippines trước đây đó họ cũng đã thất bại rồi họ thất bại họ mất cái trong cái thời gian gần như rất là ngắn cũng chính vì tin tưởng vào cái chính sách của hoa kỳ tin tưởng vào cái sự đồng minh mà họ đã ôm hận trong cái vấn đề đó và bây giờ thì họ bắt đầu họ lên tiếng nữa thì qua họ cũng chỉ lên tiếng thôi chứ họ cũng không thể nào làm những cái việc gì khác còn đối với Việt Nam thì chúng ta thấy những hình ảnh trước đây là những cái tàu bè đi ra để mà vận động rồi tác động rồi phát lo làm lung tung xào ngầu đối với những cái tàu mà mà đặt các cái giàn khoan của Trung Quốc đó thì hàng năm Trung Quốc là đến hẹn là lại lên thôi Trung Quốc là Um, cứ không đưa dàn khoan vào cũng đưa những cái tàu bè này tàu bè kia thậm chí là cấm đánh bắt trên biển đối với um, ngư dân tất cả các nước này kia nọ cái việc mà họ cấm đánh bắt um, các cái ngư dân đó cũng là một cái việc mà người ta gọi là thực hiện các cái quyền chủ quyền của họ theo kiểu là tôi có cái quyền để mà thực hiện lên tới khu vực đó và tôi cấm các anh không được đánh bắt mà các anh chấp hành như vậy mà nếu mà ra đánh bắt tôi bắt phạt như vậy thì nhiều năm nhiều tháng về sau đó Trung Quốc họ có cái cớ để họ nói rằng họ mới là cái người có cái chủ quyền ở trên đó. Bởi vì tôi không có cái quyền chủ quyền. Tại sao tôi ra lệnh mà các anh chấp hành? Tôi ra lệnh mà tôi có cái quyền đã cấm những cái điều đó từ nhiều năm nay tôi đã thường cấm như vậy rồi mà. Và tôi cho mấy anh đến bắt thì mấy anh được đến bắt. Cho mấy anh đi lại thì mấy anh đi lại. Thì còn đối với Hoa Kỳ đó thì họ chỉ quan trọng nhất là cái gì? Cái đường tự do hàng hải thôi, cái tự do lưu thông để mà vận chuyển các hàng hóa của họ trong cái khu vực đó hoặc là các cái tàu bè quân sự của Hoa Kỳ mà nằm trên khu vực này cũng là vì vấn đề kinh tế và vì cái vấn đề để đảm bảo cái mục đích lợi ích của họ thôi, chứ họ cũng không có quan trọng lắm vào cái vấn đề về chủ quyền hay dường chủ quyền hay tranh chấp biển đảo của các nước trong khu vực đâu. Đây là cái điều mà mà Trung Quốc trước đây họ cũng đã từng thố lộ với Hoa Kỳ rồi. Chúng ta thấy rằng ông Tập Cận Bình đã nhiều lần trước đây đi qua bên cái Palm Springs của Hoa Kỳ đó, gặp ông... Obama ở California cũng đã nói rất là nhiều lần là cái biển đông rất là rộng lớn đủ để mà cho Hoa Kỳ và 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 Trung Quốc. thì những cái lời hỏi đòi hỏi như vậy đó cho thấy rằng Hoa Kỳ và coi như là bị Trung Quốc đặt vào cái thế là phải phải um, điều đình để mà Trung Quốc họ muốn vẽ lại cái bánh hay nói đúng hơn cái um, cái lợi ích trong cái vực biển đông và những cái nước trong khu vực là những nước sẽ bị ảnh hưởng và ở việt nam thì rõ ràng chúng ta thấy rằng bây giờ là đối với trung quốc là trong khu vực biển đông luôn luôn bị khuyến khích và luôn luôn bị gây hấn và chúng ta chỉ mong rằng trong thời gian tới sẽ có những cái chuyển biến nó tích cực hơn và trung quốc trong mắt của tất cả những người dân việt nam đó đối với cái trường hợp của biển đông rõ ràng là kẻ thù rõ ràng là cái, cái kẻ mà không thể nào chấp nhận được đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay rất là cảm ơn quý vị